xin chào anh em, Ngày hôm nay thì bên shop của em duy đồng hồ có san cho anh em về được một chiếc uh, seiko uh, và trước này thì em san về ở bên nhật anh em nhé, em san ở bên nhật thì chiếc uh, này thì đang có mức giá rất là tốt ở bên em và hiện tại thì uh, phiên bản này thì nó là một cái phiên bản limited edition, uh, một cái phiên bản giới hạn toàn cầu uh, với số lượng cực kỳ là ít ỏi cho anh em uh, để sử dụng một dòng sản phẩm như thế này. Và chiếc này em về thì nó là hàng book anh em nhé. Với mức giá em sẽ công bố luôn cho anh em ở đầu video luôn. Để cho anh em cân đối với một chiếc Seiko mặt men nung và phiên bản limited edition như thế này. Thì nó sẽ có một cái mức giá chỉ có là 14 triệu 900 nghìn thôi anh em nhé. À, phải nói là một cái mức giá thật sự rất là tốt cho anh em. Cái thứ nhất là chúng ta có một cái thiết kế phiên bản mặt men nung. Đây là một cái phiên bản làm hoàn toàn thủ công à, về cái phần mặt. Đó, hoàn toàn thủ công 100%, không có động đến máy móc gì. Và cái đặc điểm nổi bật nhất của em này thì nó sẽ là một cái phiên bản limited edition. Và khi mà anh em đeo đối với những dòng sản phẩm limited như thế này thì rất là khó để anh em có thể là bị động hàng. Đó, rất là nhiều anh em uh, mua đồng hồ là sợ bị động hàng Nhưng mà đối với cái dòng Limited Edition này thì thật sự là uh, Để mà bị động hàng được thì cũng hiếm khi lắm anh em nhé Hiếm khi lắm Như trước này thì nó sẽ là 306 trên 500 chiếc trên toàn cầu À, một phiên bản à, mặt men nâu Với cái kỹ nghệ của người uh, Nhật, người, người thợ ở bên Nhật người ta làm rất là chuẩn chỉnh Cho ra một cái màu mặt có thể nói là cực kỳ là mịn màng anh em nhé Chúng ta sẽ có một cái mặt dial màu trắng creamy với những cái bộ cọc số thiết kế hình na mã Và chúng ta sẽ có là bộ kim là kim đá niễu và kim dây thanh mảnh cho chúng ta à, Sẽ có phiên bản này chúng ta sẽ có là phiên bản là, với 45 giờ khoảng độ tầm 42 giờ chữ cốt anh em nhé và chúng ta sẽ có là size của chiếc này size 40.5 và độ dày ở đây em có là 13.6. Cùng với đó là cái phần lắc của chiếc này thì nó dao động khoảng độ tầm 47.9. Thì với size 40.5 thì anh em nên cổ tay cho em đâu đó khoảng độ tầm 16 này anh em đeo rất là đẹp với chiếc này rồi. À, phải nói thật sự là một chiếc này thì em săn về cũng rất là mất công bởi vì là khi mà nó ra một cái deal ngon thì em phải thật là nhanh tay thì mới có thể là chọn mua được. À, ở bên Nhật về Chứ bây giờ là những cái dòng limited edition mà mặt men như thế này thì có rất là nhiều anh em khác cũng mua Đó nên là để mà kiếm được một em đẹp và còn mới như thế này thì rất là hiếm anh em nhé Chiếc này thì nó là hàng nước nó đã có một hai cái vết sức nông mèo rồi Và nó không đáng kể đâu anh em nhé Anh em xem qua cái tình trạng hàng Nó có một hai vết ở ở cái phần viền thôi Chứ nó cũng không đáng kể Và khi mà anh em đeo thì những cái vết sức nông mèo thì nó không quá là đáng ngại lắm, đáng quan ngại lắm đó trừ trừ khi là nó là những cái vết sức sâu thì anh em mới quan ngại thôi còn như những cái vết sức nông mèo như thế này thì anh em cứ đeo vô tư cho em còn nếu như mà anh em nào muốn đánh bóng lại thì cứ liên hệ em uh, khoảng độ tầm 200 trăm nghìn nữa cho em thì em sẽ đánh bóng lại cho anh em mức giá 14 triệu chín trăm nghìn anh em nhá đó một cái thiết kế mặt uh, men nông thì nó sẽ chống chống mốc và chống ố. À, nếu như mà anh em nào mà sợ đeo phải những cái thiết kế mặt nó dễ mốc và dễ ố, à, nhưng những cái phiên bản thường thì đối với cái mặt men nông này thì em cứ yên tâm và vô tư 100% đi. Kể cả nó mà nó có mốc đi nữa thì chỉ cần tháo ra và lau qua một chút là nó sẽ sạch như lúc ban đầu thôi. Nên là anh em cứ yên tâm nhá. À, em này thì sẽ được trang bị một bộ mặt kính sapphire nguyên khối cong đó nên là nó sẽ mang trải lại cho anh em một cái trải nghiệm, cái phần mặt số nó sẽ có cái độ nổi. Và về cái độ trong của mặt kính sapphire thì anh em không cần phải bàn rồi Nó có một cái phần mặt kính cực kỳ trong và chống xước rất là tốt à, Em này thì sẽ được trang bị đó là thép không dỉ 316 này Với cái chiếc này chúng ta sẽ có là hàng Japan của máy 6R27 anh em nhé Và chúng ta sẽ có là 29, 29 chất kính và 28.800 số dao động cùng với đó là khoảng độ tầm 45 uh, giờ chữ cốt anh em nhé à, phiên bản giới hạn limited edition nó làm nên một cái thiết kế đắt giá ở trước này từ cái thiết kế về cái phần mặt và về cái bảng giới hạn nữa anh em nhé à, chúng ta sẽ có ở mặt trái chúng ta sẽ có là dòng chữ Made in Japan này cỗ máy 6R27 limited edition Nogoseco dòng máy cửa automatic chống nước 100 mét nước à, thân thép không gì từ stainless steel này dây thì sẽ được một đó là trang bị một bộ dây da Uh, dây da chính hãng luôn anh em nhé và sẽ có khóa của Seco ở uh, mức giá 14 triệu chín cho anh em trước này anh em là cân đối được thì có thể liên hệ sớm cho em em sẽ giao lưu với anh em trước này với một cái mức giá tốt anh em liên hệ cho em để được điêu giá ngon anh em nhé cảm ơn anh em rất là nhiều xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể anh em ở những video tiếp theo